Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5, ngày 9 tháng 3 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tôn dung nhân dân sẵn sàng hiến đất làm đường. Đẩy mạnh việc sử dụng căn cước công dân gắn chip khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Khắc phục tình trạng thiếu thuốc khám chữa bệnh tại huyện Phù Cử. Văn Giang đốt rác thải ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, di sản vô giá của lực lượng Công an Nhân dân. Sự tại điểm cầu Công an tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đào Hồng Vận, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh. Cách đây 75 năm, lực lượng Công an Nhân dân đã vinh dự và tự hào nhận được 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư cách người công an cách mạng. Đó là những chỉ dẫn hết sức thiêng liêng, quý báu, toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, thái độ, năng lực, tác phong, nghiệp vụ cần phải có của người công an cách mạng Việt Nam để thực hiện xuất sắc bổn phận, trọng trách cao cả được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Hội thảo khoa học nhằm khẳng định và làm rõ hơn tầm quan trọng, sự cần thiết, ý nghĩa bền vững của việc đẩy mạnh học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân trong giai đoạn mới. Thông qua hội thảo, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ công an đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đồng thời là dịp lan tỏa những giá trị trường tồn 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an Nhân dân trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên. Sáng nay, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp triển khai xây dựng mô hình chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp. Sự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Kế hoạch lựa chọn 6 xã phường thuộc 6 huyện thành phố để triển khai thí điểm xây dựng mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thời gian thực hiện từ nay đến tháng 12 năm 2023, từ năm 2024 trở đi sẽ triển khai thực hiện ở các xã phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, đối với hoạt động của chính quyền sẽ triển khai bảo đảm công khai, dân chủ, hướng tới chính quyền điện tử, bảo đảm cơ sở vật chất, môi trường công sở văn minh, thân thiện, xây dựng hoạt động của chính quyền theo hướng gần gũi, thân thiện. Đối với cán bộ công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, nhân viên, chiến sĩ lực lượng công an cơ sở có trách nhiệm với người dân và doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lê Huy và đồng chí Quách Thị Hương đánh giá cao sự chủ động của các cơ quan liên quan trong việc phối hợp triển khai xây dựng mô hình chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp. Để việc triển khai mô hình đem lại hiệu quả, cần chú trọng tuyên truyền, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có năng lực, có trách nhiệm cao, phân công rõ trách nhiệm đơn vị đầu mối để tổng hợp và có đánh giá, rút kinh nghiệm ở những mô hình điểm trước khi triển khai trong toàn tỉnh. Các đơn vị liên quan cần triển khai tập huấn để giúp cán bộ công chức ở cơ sở nâng cao năng lực công tác dân vận, tính chuyên nghiệp trong cách thức ứng xử giao tiếp. Quyết tâm trong tháng 3 năm 2023 sẽ ra mắt 6 mô hình điểm chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 3 năm 2023. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin hai chuyên đề: xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới và những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây, cùng với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng sẽ diễn ra trong thời gian tới. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tăng cường tuyên truyền nghị định của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều về quản lý trang thiết bị y tế, đảm bảo đủ thuốc, vật tư phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện, không để các thế lực thù địch lợi dụng sơ hở kích động quần chúng gây hoang mang dư luận, mất an ninh trật tự, chủ động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam, biểu dương những gương điển hình tiên tiến, cách làm hay và hiệu quả, kịp thời phản bác, chấn chỉnh đấu tranh với các luận điệu sai trái. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh Hưng Yên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng 102 đại biểu chính thức đại diện cho 428 hội viên trên toàn tỉnh.
Trong nhiệm kỳ qua, hội đã hoạt động tích cực, đúng hướng và hiệu quả, tăng cường phối hợp các cơ quan, đoàn thể, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Năm 2022, hội đã bàn giao cho Bảo tàng tỉnh 38 hiện vật, 76 tư liệu và 16 hình ảnh phục chế. Các hội viên đã đóng góp 3.700 ngày công và 1,3 tỷ đồng, hiến 184 m2 đất thổ cư để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Nhiệm kỳ 2023-2028, hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường đoàn kết, động viên hội viên và thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng ghi nhận và biểu dương những thành tích của hội trong nhiệm kỳ qua và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh và ban liên lạc các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quan tâm, chăm lo và động viên đến từng hội viên. Cùng với đó, mỗi hội viên cũng thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, lập trường cách mạng và trở thành tấm gương sáng về cả vật chất và tinh thần cho các thế hệ đi sau, chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Các cơ quan ban ngành và địa phương quan tâm hỗ trợ tạo thuận lợi cho hoạt động của hội và tích cực tìm hiểu, khai thác tư liệu, hình ảnh, hiện vật liên quan đến hoạt động của các chiến sĩ bị địch bắt tù đầy, phục vụ gìn giữ và giáo dục truyền thống cách mạng. Vừa qua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng về dự sinh hoạt chi bộ tại tổ dân phố Phạm Ngũ Lão, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Chi bộ Phạm Ngũ Lão, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề đảm bảo về công tác an toàn giao thông, quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn tổ dân phố Phạm Ngũ Lão năm 2023. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ tổ dân phố đã triển khai các văn bản đến các đảng viên về kế hoạch lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hưng Yên của phường Quang Trung. Chi bộ đề nghị toàn thể đảng viên chi bộ phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội trên khu phố trực tiếp đi tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh, buôn bán, làm các ngành nghề dịch vụ trên địa bàn khu phố chủ động chấp hành, tự nguyện tháo dỡ những phần công trình lấn chiếm vỉa hè, trả lại không gian cho người đi bộ. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trong sinh hoạt cũng như việc tham gia đóng góp ý kiến của các đảng viên. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, chi bộ tiếp tục tuyên truyền, vận động đảng viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục đảm bảo công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn tổ dân phố. Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác hội và phong trào hoạt động hội năm 2022, đồng thời bầu ban chấp hành, ban thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ khóa 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Tới dự có đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tỉnh năm 2022, trong đó có các hoạt động nhân đạo, nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực, đặc biệt là tham gia tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Năm 2022, tổng giá trị hoạt động đạt trên 27 tỷ đồng, giúp đỡ trên 44.138 lượt đối tượng vượt kế hoạch tỉnh giao. Đồng thời, tổ chức 46 cuộc hiến máu tình nguyện, thu hút trên 17.000 lượt người tham gia với hơn 15.000 đơn vị máu, đạt 155% kế hoạch Trung ương hội giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu đồng chí Doãn Thế Dương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn vào Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên khóa 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Thưa quý vị và các bạn, trong khi vẫn còn nhiều địa phương khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng để nâng cấp mở rộng đường giao thông nông thôn, thì tại thôn Dung, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, 100% hộ dân sẵn sàng hiến đất và tháo dỡ công trình của gia đình phục vụ dự án mở rộng đường. Với tổng chiều dài toàn tuyến là 1,3 km, quy mô mở rộng mỗi bên đường cần mở thêm là 1,2 m. Qua đó, nằm trong phạm vi công trình là 82 hộ gia đình với 750 m2 đất, trong đó có trên 70 công trình là tường rào và công trình phụ của các gia đình. Chỉ sau một tuần họp dân và thông báo chủ trương, đã có 50% hộ dân đã chủ động tháo dỡ công trình của gia đình để bàn giao cho Ủy ban Nhân dân xã giao nhà thầu chuẩn bị mặt bằng thi công đường. Số hộ còn lại đều phản hồi sẵn sàng tháo dỡ công trình khi cần mặt bằng sạch để thi công. Chúng tôi là một đảng viên thì trước hết là phải nhận thấy cái trách nhiệm của mình.
không những mình gương mẫu mà mình phải vận động gia đình rồi mọi người hoàn thành cái nghĩa vụ của công dân, của đảng viên, và để là thực hiện cái nghị quyết về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đời chúng tôi không làm được đường thôi, giờ đến hiến dâng tí đất để làm đường để sau này các con các cháu có đường rộng để đi lại cho nó thoải mái rộng. Thành công trong công tác giải phóng mặt bằng tại thôn Dung, bên cạnh công tác tuyên truyền của chính quyền xã Hưng Đạo, thì nhận thức tư tưởng của đảng viên và nhân dân đã tạo ra phong trào sẵn sàng hiến đất phá công trình để có đường rộng và đẹp. Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chip khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong đề án 06, góp phần cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian tiếp đón người bệnh, minh bạch thông tin, chống các hành vi gian lận, lợi dụng để trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, sau gần một năm triển khai, số lượng người dân đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được tra cứu thông tin qua căn cước công dân gắn chip trên địa bàn tỉnh vẫn còn thấp. Mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên đón tiếp trên 800 lượt người đến khám chữa bệnh. Nhận thức rõ việc triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân gắn chip không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế giấy, giảm bớt áp lực cho nhân viên y tế, nên bệnh viện đã đầu tư năm đầu đọc thẻ căn cước công dân, bố trí nhân lực phục vụ người dân. Tuy nhiên, số người sử dụng căn cước công dân gắn chip thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế là rất ít. Có cái căn cước công dân thì bác sĩ làm rất là nhanh, tất cả thông tin đều ở trong căn cước công dân hết ạ. Đi khám bệnh rất nhanh và hiện tiện cho người dân. Này tôi biết dùng căn cước công dân để thay thẻ bảo hiểm y tế quá tiện lợi, giảm bớt cái thủ tục rườm rà đi. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 1.122.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ trên 92%. Trong đó có trên 857.000 người đã được tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế trong căn cước công dân, đạt 78%. Tuy nhiên, tại 57 trên 57 cơ sở thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân mới trên địa bàn tỉnh, có gần 53.000 lượt người tra cứu, đạt khoảng 16%. Nguyên nhân do nhiều người dân vẫn giữ thói quen mang thẻ giấy, việc đồng bộ cơ sở dữ liệu ở một số cơ sở y tế chưa hoàn thiện. Hiện tại thì một ngày số người mà dùng thẻ căn cước công dân tích hợp bảo hiểm y tế thì chỉ đạt được khoảng độ từ 15 đến 20 người, tức là khoảng 2 đến 3% trên tổng số người đến khám, mà chủ yếu là rơi vào người trong tuổi đang lao động và trẻ trung. Cập nhật người lớn tuổi là gần như là không có, toàn là dùng thẻ bảo hiểm y tế cũ, hay bị mờ, hay bị mất chữ, mất số. Dùng căn cước thì nó lên tất cả thông tin luôn, chính xác, tuyệt đối luôn. Để tăng tỷ lệ sử dụng căn cước công dân gắn chip khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hiện tỉnh đang chỉ đạo ngành y tế phối hợp với bảo hiểm xã hội tăng cường công tác tuyên truyền để người dân được biết và hiểu về những tiện lợi lợi ích trong việc sử dụng căn cước công dân gắn chip thay cho thẻ bảo hiểm y tế, từ đó dần thay đổi thói quen cũ, tích cực thực hiện đồng bộ hóa dữ liệu, tháo gỡ những vướng mắc trong việc sử dụng căn cước công dân trong đăng ký khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn huyện Ân Thi đã triển khai xây dựng các kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi để phát động và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua làm theo lời Bác, trong đó nổi bật là thực hiện sổ ghi danh thanh niên làm theo lời Bác giai đoạn 2021-2025. Theo đó, phong trào thực hiện sổ ghi danh được huyện đoàn Ân Thi triển khai thực hiện từ tháng 4 năm 2022. Đến nay, đã có 26 đoàn xã thị trấn, đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện. Để lan tỏa và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác đến đoàn viên thanh niên, huyện đoàn và các đoàn trực thuộc đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, quán triệt và học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lồng ghép trong các hoạt động sinh hoạt đoàn, văn hóa văn nghệ và các ngày lễ, dịp kỷ niệm. Cùng với đó, tổ chức điểm các buổi sinh hoạt thảo luận các cuốn sách viết về Bác Hồ tại các cơ sở và trường học. Kết quả đến nay đã có hơn 200 lượt tập thể và cá nhân trên địa bàn huyện được ghi danh, điển hình như đoàn trường Trung học phổ thông Ân Thi được ghi danh học sinh đảm bảo an toàn giao thông, đoàn xã Đa Lộc xã Văn Nhuệ được ghi danh trên lĩnh vực thanh niên làm kinh tế giỏi tham gia tình nguyện sôi nổi. Huyện đoàn Yên Mỹ vừa tổ chức phát động tháng thanh niên năm 2023 và khánh thành công trình số hóa địa chỉ đỏ tại nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, xã Giai Phạm.
Tại lễ phát động, huyện đoàn Yên Mỹ đã phối hợp với Ban dân vận huyện ủy và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện trao tặng công trình thanh niên thùng rác công cộng cho trường Trung học phổ thông Minh Châu, khánh thành công trình số hóa địa chỉ đỏ tại nhà tưởng niệm của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, xã Giải Phạm. Khi quét mã QR code, các thông tin giới thiệu về thân thế sự nghiệp, video hình ảnh, minh họa về quá trình công tác của đồng chí Bí thư Nguyễn Văn Linh sẽ hiện ra trên thiết bị thông minh. Với tinh thần mỗi phụ nữ trồng một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh, sáng nay tại xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức trồng hàng cây phong linh. Tại đây, các đại biểu tham gia lễ trồng 35 cây phong linh tại tuyến đường trục chính thuộc địa phận thôn Quang Trung, xã Tân Hưng. Đây là hoạt động góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cùng lan tỏa tinh thần mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh, tạo mảng xanh trong gia đình, tạo cảnh quan xanh sạch trên địa bàn thành phố. Thời gian qua, tình trạng thiếu thuốc và thiết bị y tế trong bảo hiểm y tế đã diễn ra ở nhiều nơi. Trong khi đó, tại huyện Phù Cử đã chủ động các giải pháp để khắc phục tình trạng này. Hiện nay, tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cử và 14 trạm y tế trực thuộc các xã thị trấn trên địa bàn huyện, trung bình tiếp nhận khoảng 400 bệnh nhân trên ngày. Số thuốc tại các cơ sở y tế trong huyện có thể cung cấp đủ cho bệnh nhân sử dụng theo đơn thuốc từ 20 ngày trở lên. Trong đó, có thể cấp đủ 95% loại thuốc nội trú và ngoại trú. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu khoảng 50% thuốc y học cổ truyền. Để cung cấp đầy đủ thuốc trong bảo hiểm y tế cho bệnh nhân, hàng tháng, hàng quý, Trung tâm Y tế huyện Phù Cử kiểm tra xuất nhập thuốc, chủ động đấu thầu, lựa chọn nhà thầu theo quy định. Đến nay, các gói thầu thuốc từ năm 2022 đã đạt tiến độ 90% và cơ bản đảm bảo đủ thuốc đến tháng 7 năm 2023. Trong giai đoạn chờ đấu thầu, trung tâm đã dự trữ và mua sắm bổ sung các loại thuốc theo quy định. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc có nhiều tác dụng cần thiết để cấp phát hàng ngày cho bệnh nhân. Huyện Phù Cử là một trong những địa phương tại tỉnh Hưng Yên vẫn còn đủ thuốc trong bảo hiểm y tế để cấp cho bệnh nhân. Khoảng một năm nay, hơn 500 hộ dân ở xóm Ấu, thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ không khỏi bức xúc vì tình trạng đốt rác thải triền miên tại bãi tập kết rác của thôn Hạ Tần, xã Vĩnh Cúc, huyện Văn Giang, là địa phương giáp danh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân nơi đây. Đây là những hình ảnh cháy âm ỉ ngày đêm của bãi rác với quy mô rộng hơn 2.000 m2. Khói bụi, mùi khét lẹt từ rác thải nhựa, túi ni lông, cộng với mùi ôi thối từ rác thải sinh hoạt là những gì mà người dân thôn Ốc Nhiêu đang phải chịu đựng từng ngày. Đáng nói, bãi rác là điểm tập kết rác của huyện Văn Giang, nhưng chỉ cách khu dân cư Ốc Nhiêu chừng 500 đến 600 mét. Khói nó đẩy trực tiếp vào khu dân cư, thì hôm sau cả làng Ốc Nhiêu có thời điểm một buổi sáng đến mười mấy cháu đi khám trồng cây, bà con là không có trồng được cây chủ lực nữa, phải lựa cây theo cái bãi rác này. Gần như là các gia đình là có hệ thống cửa không dám mở ra, tối vào là không ngủ được ở trong phòng, người dân là ảnh hưởng đến đường hô hấp các cháu, thế rồi là người già. Để đảm bảo cho đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Than đã có văn bản gửi tới Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Cúc, huyện Văn Giang để kiến nghị giải quyết tình trạng này, nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Đối với xã chúng tôi thì cũng đã có một số lần làm việc trực tiếp với đồng chí Chủ tịch Ủy ban xã Vĩnh Cúc, đồng thời cũng gửi cả công văn đề nghị là xã Vĩnh Cúc sớm xử lý cái bãi rác đó. Thì sau khi gửi văn bản thì cũng có tiến triển hơn, xong lại được một thời gian thì bãi rác đó lại tiếp tục bị đốt. Bãi rác thôn Hà Tần nằm trên đường Lê Văn Lương, xã Vĩnh Cúc và thuộc quản lý của huyện Văn Giang. Đây là điểm tập kết rác của một số xã gồm Tân Tiến, Vĩnh Cúc. Các xã đều đã có quy hoạch bãi rác tại các thôn. Song lượng rác quá tải, dao động từ 4 đến 5 tấn một ngày. Nên lượng rác tập kết về bãi rác tập trung mỗi ngày đều nhiều lên, dẫn đến ùn ứ. Khối lượng rác được trung chuyển xử lý không đáng kể, khiến cho đám cháy âm ỉ ngày đêm khó dập tắt. Đốt thì không biết được, cái này thì không, đây là quy định người ta cấm đấy, không được đốt đâu. Nhưng mà nó cứ âm ỉ rồi là cũng có cả công ty đổ trộm.
Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Cúc gặp nhiều khó khăn trong quản lý bãi rác nằm trên địa bàn do vị trí địa lý cách xa khu tập trung và nhiều người dân ở các nơi lợi dụng bãi rác tập trung quy mô lớn để đổ trộm rác thải. Để khắc phục tạm thời tình trạng trên, lãnh đạo xã Vĩnh Cúc đưa ra một số giải pháp. Này là chúng tôi cũng đã làm việc với hạt giao thông và công ty Urenco, kế hoạch tới đây là sẽ trung chuyển toàn bộ cái rác tại cái bãi rác nằm trên địa bàn xã Vĩnh Cúc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có văn bản về việc tăng cường quản lý xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nghiêm cấm đốt rác, cùng hướng dẫn xây dựng điểm tập kết rác tạm thời. Vì vậy, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang và các ngành liên quan sớm có biện pháp xử lý trong thời gian tới để trả lại môi trường sống an toàn cho người dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Thủ tướng Australia thông báo sẽ có chuyến công du tới Mỹ trong những ngày tới, truyền thông nước này đồng loạt đưa tin nhiều khả năng Australia sẽ mua 5 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ. Theo giới truyền thông, nhiều khả năng chính phủ Australia sẽ mua 5 tàu ngầm lớp Virginia chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS, thỏa thuận quốc phòng mang tính bước ngoặt giữa Mỹ, Australia và Anh. Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ cử tàu ngầm hạt nhân thăm Australia hàng năm trước khi triển khai một số tàu ngầm đến đóng quân dài hạn ở miền Tây nước này kể từ năm 2027. Canberra sẽ mua 3 tàu ngầm lớp Virginia vào đầu thập niên 2030, kèm theo lựa chọn mua thêm 2 chiếc nếu cần thiết. Thỏa thuận AUKUS dự kiến kết thúc vào cuối thập niên 2030 khi Australia tiếp nhận lớp tàu ngầm hoàn toàn mới sử dụng thiết kế của Anh và công nghệ của Mỹ. Thông tin về thỏa thuận mua tàu ngầm của nước này sẽ được ba nhà lãnh đạo của Australia, Mỹ và Anh thông báo vào thứ ba tuần tới khi Thủ tướng Australia, Thủ tướng Anh cùng lúc tới thăm Mỹ và gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại căn cứ hải quân ở San Diego. Được biết, mỗi tàu ngầm lớp Virginia cho Hải quân Mỹ có giá từ 2,8 tới 3,5 tỷ đô la Mỹ. Chưa rõ phiên bản được Australia lựa chọn. Liên quan tới sự cố chìm tàu chở dầu ngoài khơi Philippines, chính phủ nước này đã phải ban bố tình trạng thiên tai do dầu rò rỉ đã trôi dạt vào bờ biển, đe dọa sức khỏe người dân, môi trường sống của các dạng san hô và rừng ngập mặn. Một tuần sau khi con tàu chở 800.000 lít dầu công nghiệp bị chìm ngoài khơi, tỉnh đảo Oriental Mindoro của Philippines, dầu rò rỉ đã trôi dạt vào ít nhất 9 thị trấn thuộc tỉnh này. Dầu đen đặc bốc mùi nồng nặc gây khó thở. Chính quyền đã gửi hàng nghìn gói thực phẩm, gạo, đồ cứu trợ và thuốc chữa hen suyễn cho những người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng. Bên cạnh đó, hoạt động đánh bắt cá bị ngừng trệ và các diện tích trồng rong biển bị ngập dầu gây thiệt hại nặng nề cho ngư dân. Một số chuyên gia môi trường đồng thời cảnh báo tình trạng các dạng san hô cùng nhiều loài sinh vật biển có thể đã chết do bị nhiễm dầu và thức ăn ô nhiễm. Lực lượng bảo vệ bờ biển, cư dân và các tình nguyện viên hiện đang phải mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, sử dụng xô chậu, cốc để thu gom dầu tràn, bám trên các bờ đá. Tuy nhiên, dầu có xu hướng tiếp tục lan rộng ra nhiều khu vực khác do điều kiện thời tiết gió mạnh. Đan Mạch ngày 8 tháng 3 vừa qua đã khai trương dự án lưu trữ khí thải CO2 ở độ sâu 1.800 m dưới biển Bắc, trở thành nước đầu tiên trên thế giới chôn khí thải CO2 nhập khẩu từ nước ngoài. Dự án có tên gọi là Green Sand sử dụng một mỏ dầu đã khai thác để lưu trữ CO2. Tại dự án này, khí thải CO2 được vận chuyển trong các thùng container chuyên dụng đến khu mỏ và tại đây chúng sẽ được bơm vào bể chứa ở độ sâu 1,8 km dưới đáy biển. Công suất dự kiến đến năm 2030 là lưu trữ khoảng 8 triệu tấn khí thải CO2 mỗi năm. Dự án được giới chức châu Âu đánh giá cao, góp phần vào mục tiêu trung hòa khí thải CO2 của cả khối Liên minh châu Âu. Đây là câu chuyện rất đáng được chia sẻ. Đó là một câu chuyện về sự hợp tác xuyên biên giới thành công trong khối EU. CO2 được thu giữ tại Bỉ và sắp tới là Đức sẽ được đưa lên các con tàu mang đi chôn lấp. Chúng tôi rất cảm ơn tinh thần tiên phong của Đan Mạch. Đan Mạch đặt mục tiêu trung hòa khí thải CO2 vào năm 2045. Nhà chức trách nước này cho biết phương thức trên là công cụ rất cần thiết trong bộ công cụ chống biến đổi khí hậu của nước này. Một tòa án ở Tây Ban Nha vừa ra phán quyết yêu cầu một người đàn ông trả cho vợ cũ hơn 218.000 đô la Mỹ để bồi thường 25 năm cô làm nội trợ gia đình. Theo phán quyết ngày 7 tháng 3 của tòa án vùng Andalusia, miền Nam Tây Ban Nha, số tiền bồi thường được tính dựa trên mức thu nhập tối thiểu hàng năm của người vợ
trong suốt cuộc hôn nhân, tính từ tháng 6 năm 1996 đến tháng 12 năm 2020. Luật Tây Ban Nha cho phép phân định tài sản vợ chồng sau khi kết hôn, nghĩa là những gì chồng hoặc vợ kiếm được là tài sản riêng của mỗi người. Trong trường hợp của vợ chồng này, do người vợ ở nhà làm nội trợ suốt 25 năm, cô gần như không được hưởng bất kỳ tài sản nào sau khi ly hôn. Theo tòa án, người vợ đã cống hiến hết mình để làm nội trợ, lo toan việc nhà, chăm sóc nhà cửa, gia đình và mọi thứ liên quan. Tòa án cũng yêu cầu người chồng phải trả khoản trợ cấp hàng tháng chăm sóc hai con gái, một là trẻ vị thành niên, một trên 18 tuổi. Chia sẻ với truyền thông địa phương, người vợ cho biết chồng không muốn cô đi làm bên ngoài mà chỉ cho cô làm giám sát viên và xử lý truyền thông tại chuỗi phòng gym do anh này sở hữu tại Tây Ban Nha. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.